Lật mặt 6 của Lý Hải Tiến gần mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Phim Lật mặt 6, tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải giữ vững vị trí đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé hàng ngày với hơn 10 tỷ đồng. Theo Box Office Việt Nam, trang thống kê phòng vé độc lập với sai số nhỏ, tính đến chiều mùng 6 tháng 5, phim Lật mặt 6, tấm vé định mệnh đã thu về hơn 188 tỷ đồng. Tính đến hơn 17 giờ ngày mùng 6 tháng 5, phim này vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé hàng ngày với hơn 10 tỷ đồng. Hứa hẹn tiếp tục nâng tổng doanh thu lên cao hơn. Lật mặt 6 của Lý Hải vượt Con nhóc mốt chồng, tiến sát 100 tỷ đồng. Như vậy, phần mới nhất trong loạt phim Lật mặt của Lý Hải đã vượt xa con số 150 tỷ đồng, gặt hái được trong phần trước có tên Lật mặt 5, 48 giờ. Phần 6 này cũng đang có doanh thu cao nhất trong toàn loạt phim. Lật mặt 6, tấm vé định mệnh chính thức ra rạp từ ngày 28 tháng 4 và trụ vững đến nay. Nhiều khán giả bình luận, phim hay, dẫn tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi đã coi phim 2 lần, phim thắng nhờ sự bình dị. Khán giả Việt bây giờ ngoài yêu cầu chất lượng chuyên môn cao còn đòi hỏi người làm nghệ thuật phải là người tử tế. Gửi các thông điệp tử tế, Lý Hải không hẳn có trình độ chuyên môn cao nhất nhưng khán giả vẫn ủng hộ vì sự tử tế, có được doanh thu mà bất kỳ nhà làm phim nào cũng phải ao ước. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi, phim cũng có những điểm trừ được khán giả chỉ ra như dài dòng, nhiều chi tiết vô lý. Lật mặt 6, tấm vé định mệnh có nội dung xoay quanh câu chuyện tấm vé số độc đắc trị giá 136,8 tỷ đồng của nhóm bạn thân, gồm 6 người. Tình bạn bị thử thách dữ dội bởi cám dỗ lớn của đồng tiền. Lồng ghép trong câu chuyện về tình bạn còn có tình cha con, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình yêu. Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc, Tiết Cương, Huy Khánh, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, Quốc Cường, Trung Dũng, Thành Thức, Diệp Bảo Ngọc.